Cái này em dùng cái gì đấy mày? Để em làm cái này này anh này. Anh muốn xào trước à? Không, em mới làm đi xào, mình đã ăn cơm đâu đúng không? Cũng sắp ăn rồi. Rồi. Phô nó khỏi rỡ đâu. Phô đâu? Phô thành cái gì? Anh ăn hết sạch sạch rau, không để được rau nào. Ăn hết đi, lần sau đừng xào nhé. Xào, ăn xào thì sẽ tốt rồi. Lần này em không cho nước từ bên trên xuống bên dưới thì nó sẽ không thơm đâu. Tiết canh ở trên Tây Bắc thì cứ toàn ăn tiết canh bò, tiết canh trâu, tiết canh dê. Ít ăn tiết canh vịt với cả tiết canh lợn lắm. Anh ạ. À, chuộng nhất vẫn là tiết canh bò, tiết canh trâu ấy. Đây là cái bổi đánh tiết canh bò nhá. Nay mua ít tiết canh bò để đánh. Cái đấy cái của anh là đã ba chỉ em ạ. Ngon lắm. Đây này, bổi ăn thế này thì quá tuyệt vời luôn. Nhiều quá anh ơi, ít không? Để lại đi. Cho ít hành, cái rổ hành héo cái bao đây, cho đổ đây cho hết cái này. Đây để lấy. Mọi người nhá, đây là cái lá chanh này. Lá chanh đánh tiết canh bò là hợp khẩu vị này. Đây là ớt tươi này, ớt khô này, tỏi này. Đấy, mọi người mà có đánh tiết canh trâu hay canh bò thì cho những cái gia vị như thế này vào thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà có thiếu mắc khén thì mình cho ít mắc khén nữa vào. Mắc khén có. Được, mắc khén đâu vào. Mọi người nhá, đây là mắc khén nhá. Cho vào bao luôn. Mắc khén này nhỏ nhỏ bao luôn. Không, anh cứ cho đây nhé. Đấy, mọi người mắc khén nha. Đây là gia vị. Đủ món, đủ gia vị này vào cái bát tiết canh thì phải nói là đẳng cấp luôn. Chứ không cần, chưa nhìn thôi, chưa cần ăn đâu cũng biết ngon rồi. Đây mình sẽ thái lá chanh này. Dùng dao rất lưu luyện. Đấy, cái em hộp tầm tầm như này chúng tôi nó ăn hết đi à? Quen tay à? Này. Bố quen tay. Biểu diễn vào cái kết. Bây giờ đây này mọi người này. Ớt này. Mắc khén này. Đây mọi người là thêm ớt này, vì đây là các cháu ở đây họ ăn ớt này. Đấy, nhà có bán thuốc dạ dày cho nên là các cháu không sợ ớt nha. Không sợ đau dạ dày. Không phải sợ đâu mà ăn ăn được. Thôi, đúng cái canh Tây Bắc đấy. Rồi, ok rồi. Đầu năm mới là khai trương. Cái món tiết canh này. Chưa. Mới để hộp á? À? Cái túi bóng trắng mà không sao đâu. Xin mời mọi người nhá. Hôm nay là ngày 12 Tết. Tháng 1 cũng là gần, vẫn là tháng Tết. Đấy, hôm nay xuống nông trường kia làm một ít tiết bò về đánh với cả ít trễ lợn về khao mọi người trên Tây Bắc. Đấy. Xin mời mọi người nhá. Bà thôi. Đấy. Vẫn là bà với cả đứa đây. Cháu. Cũng vẫn là toàn những khuôn mặt thân quen. Đấy. Đây là bằng cho cháu đeo nhá. Đấy. Nhưng mà áo ngoài gì? Đây là áo ngoài thôi. Hai đứa con gái này. Đây là cháu này, đây con gái cháu. Gần nó. Đứng chỗ kiểu nhồn nhồn. Bà chủ này nhuộm cái tóc cái đỏ như là Phượng Hoàng Nở này. Xin mời tất cả mọi người nhá, sang năm mới thì cũng hết Tết rồi nhưng mà mình cũng bận không có thời gian. Thì xin chúc tất cả nhà năm mới sức khỏe, an lành, an khang thịnh vượng, làm ăn may mắn. Đây, hôm nay là mình sẽ chuẩn bị hai cái kéo. Một cái cho cháu, đây, còn bà.
thì bà cũng thích ăn thịt canh bò ấy, nên là đánh cho bà bảo lâu lắm rồi không ăn ấy. Với cả mấy lần rồi các anh rể đánh thì cũng không đông, thì hôm nay con gái lên thì con gái đánh thì bao giờ nó cũng đông như này. Đấy thì bà thì lại thích ăn thịt canh bò đây của cháu. Cầm đi, mỗi người tự túc. Bà ăn thử đi, quế của bà không cho ớt. Thì ăn cho lắm lúc con gái đánh, kiểu cho nhiều ớt quá, con gái bảo đánh cho lắm ớt vào xong ăn lắm ớt xong rồi đi uống thuốc dạ dày. Ăn cho cố vào xong uống thuốc dạ dày. Ừ, ăn cho cố. Tại vì là ở trên này toàn ăn ớt ý. Nếu mà ai bây giờ mấy hôm nay thì nắng hanh khô các nên là... cháu ăn tiết nhá. Cùng bà nhá. Bà lâu lắm rồi không ăn vậy. Bà lâu quá không ăn. Ăn đi. Mời cô chú và các bạn cùng ăn tiết cùng cháu ạ. Xin mời tất cả mọi người nhá. Ăn quá. Vào. Con nói rồi nhưng mà hơi mặn. Hơi đậm một tí à bà? Con ăn thử không bà. Hơi mặn. Không, bà ăn nhạt ấy, vừa. Hơi hơi tí thôi. Cay quá. Cay nhỉ hay là uống thuốc dạ dày là hợp lý các bạn. Ăn thì ngon. Hôm nay cho rất nhiều ớt nha. Mọi người ăn là các cháu ở nhà mà ăn ớt mà. Ớt cay này thì mới ăn mới xúc động. Ngày trước bà đau dạ dày có bao giờ được ăn tiết đâu. Bây giờ đau nhiều rồi thì ăn được. Cay không chị? Yên tâm em bán thuốc dạ dày. Ok. Mình sẽ ăn trễ. Trễ. Đúng lý. Trễ ta. Rồi giờ ăn trễ thì nào? Mình sẽ tự cắt. Ăn nhá. Mấy sợ ăn không ngon như thế này. Hôm nay ngon nhiều. Tiết thì tiết trâu, tiết bò, nhưng mà trễ thì lại mua thêm mấy cân trễ nữa về ăn. Coi như là ăn Tết. Cháu ăn tự do nhá, đừng có mà ăn kiểu rón rén. Khổ thân gì lắm. Chưa hết ngày 10 năm thì chưa hết Tết. Người này nhận nhưng không ngại nhá. Ôi, cứ để đây, không có chỗ để thì con cứ cắt để đây nha. Bà thì vừa ăn cơm xong rồi ấy, thì bà chắc cũng ăn ít ít thôi bà nhỉ. Xin mời các bạn nha, mình ăn nhiều thịt quá đâu. Ngon đấy. Đấy ạ. No rồi. No chưa? Nhị tươi. Mẹ thích ăn cái bé không? Đấy, cho bà. Đây cái bé này cũng được, bà thích ăn cái này thì ăn. Con thử một cái xem nó có hôi không đã. Quá ngon rồi. Không hôi đâu. Mẹ thì sẽ không ăn được mùi hôi đâu nhá. Có những cái thì nó sẽ hơi hanh hay. Mẹ ăn xong nhỉ? Bỏ xuống nhá. Mẹ không ăn được hết bát đâu các bạn này. Bà lâu rồi. Bà đau dạ dày không ăn được, bây giờ đỡ đỡ thì bà gọi là thích ăn một tí và con gái đánh cho ăn. Ăn một tí, ăn thử. Bát này là bát to chứ không phải bát bé. Bát bé thì bà hết bát đây. À, trong đây để. Bà lấy chỗ chấm. Không chấm rồi à? Mặn, à, cay đúng không? Mấy hôm nay mới thì nắng em. Nắng to nha mọi người nha. Nhìn là thuốc dạ dày thì rất khô và rất trắng, rất sạch. Ăn mà thôi, ăn được ít một thôi, nhưng mà đây, không đau thì đây. Thôi, nhưng mà cảm thấy nó thuốc đau dạ dày đâu thì mình ăn ít thôi, đau thì ăn, không đau thì tôi ăn làm gì hết cái đây à? Không ý nói thế. Cái đợt nó sẽ không giống như cái đợt trước Tết ấy. Đợt trước Tết thì cuối cùng nó lại không có tí nắng nào, khổ thật. Mọi người mà ăn Tết mà uống nhiều bia rượu quá mà đau dạ dày thì lại liên hệ nha. Cay hết. Thế này thì chả chết. Đau dạ dày. Bà ăn cái to này cũng ngon thì bà ăn đi. Cháu bảo ăn mạnh ớt rồi đi, có thuốc dạ dày chống rồi, không sợ. Ăn đi thôi, lo gì. Ôi, mình luộc đều ngon ấy, mình sẽ cho lá chanh này, cho rất nhiều hành các kiểu vào xong rồi cho mắm muối mình chính. Ngon. Bà ơi. Ngon lắm ạ. Cái này mới ngon này bà. Cái này còn giòn hơn cái kia bà ơi, bà ăn đi. Quá cái to mà giòn lắm anh ạ. Anh có ăn miếng không? Em cắt không? Thử đỡ thông thèm nhé. Không. Bố ăn đi bố.
bán thuốc mà lo gì. Không phải bố mày đang kiểu như ăn ít bố đang thịt thu mà. Con đang rủa thế. Cháu Yến các anh thoải mái nha, không ăn ở đây mọi người lại cứ chửi cô. Gì? Gì? Ở trước thì cứ mải ăn thì các cháu nó không phải. Đôi khi các cô gái đang cái tuổi lớn thì còn phải kiêng một tí cho không bụng to, không được eo. Đôi khi mọi người nghĩ thế nhưng thật sự nó không phải thế. Ôi, cháu cầm cái này ăn đi. Đây này, mẹ đầu đỏ, con cũng đầu đỏ. Mình vợ chồng từ Hà Nam vào lên Sơn La để lên nhà ngoại để ăn Tết à. Ăn nhất. Bà vợ thôi, không ăn đấy. Ăn mất miếng đấy đi mẹ. Bà năm nay cũng 80 rồi, đâm ra là ăn kém. Ăn cũng kém rồi, không như thanh niên làm nữ. Ăn kết đi. Các cháu gái này thì ăn tiết canh thì không phải chê đâu. Hôm nay là mình đánh bát to lắm đấy nha. Ăn kết đi. Lâu lâu nó mới ăn một lần. Anh ơi em thấy ăn cái này nó ngon lắm luôn đấy anh ạ. Biết là ngon rồi. Ngon à? Nói thế là anh không được ăn à? Tâm phải chứ ăn. Đang ngồi quay phim này thì ăn kiểu gì? Quay Yến ăn ạ. Có khi nhỏ hòm mà biết thịt phết thế nhỉ? Phết ạ. Ta mậy lắm. Ôi. Bà thì không ăn được cay mà các con bà ăn cay giỏi. Ăn được quá. Mẹ cho bán thuốc dạ dày mà ăn được. Cay quá. Bà mà mọi khi bà ăn một miếng như thế là đi đấy chứ. Ừ. Bye bye các cháu. Đấy, bà ăn... bye bye các cháu. Bye bye các cháu nha, bà ăn no rồi. Để ăn được thì ăn đi cháu. Ăn này. Mạnh cả trễ vào. Cay à Yến? Cốc ở chặn đây này cháu này. Cay khủng khiếp khoảng hốt. Ớt quá cay, hạnh hôm qua răng say ớt đặc. Giòn. Giòn quá anh ạ. Cay quá không dám chấm nữa rồi em. Quán được chấm này mọi người. Lên Yến. Hai đệ tử rồi. Đây là sư phụ. Mình luộc trễ sao mà ngon thế nhỉ, mà mình đi mua ở ngoài nó cứ hôi lắm nhá. Không phải có kỹ thuật luộc nhé mọi người nhá. Trễ ngon quá này. Nó đi học về nó đã ăn cơm đâu.
ăn như thế mới sướng mà nhỉ. Cháu có cầm đất lên đây không? Có. Nước này mẹ. Ai muốn làm rể người Thái thì cứ chuẩn bị nhá. Phải ăn được ớt. Đầu tiên chúng ta phải biết ăn ớt. Anh cứ chuẩn bị tiền nhá. Nếu mà làm rể người Thái này, ăn hơi nhiều đấy. Giòn nhỉ, đấy giòn nhỉ. Quá giòn. Một người phút nữa nào, anh tập phát. Chào cô chú và các bạn nha. Cháu ăn cơm trước rồi nên là cháu no. Không ăn được nữa. Ăn ngồi cùng chị Yến đi, đi đâu. No rồi. Cháu xin chào các bác nhé.